Chào tất cả các bác, em Nam đẹp trai hôm nay lại quay lại như thường lệ số thứ bảy hàng tuần. Và như các anh chị đã biết, cá hồi là một sản phẩm rất là quen thuộc với tất cả các bà nội trợ. Vậy thì cá hồi hôm nay em giới thiệu có gì đặc biệt và có gì khác biệt. Không phải chờ đợi lâu nữa thì em xin phép được khui thùng và trải nghiệm luôn. Và đây là sản phẩm. Đây là một thùng cá nguyên đai, nguyên kiện được vận chuyển từ Na Uy về Hà Nội. Và bây giờ em sẽ khui xem bên trong nó là cái gì, như thế nào. Và bây giờ em phải khui ngay, không chờ được nữa. Ok. Như thông tin ở đầu thùng người ta ghi ấy, thì đây là cái thùng cá chứa 4 con cá hồi Na Uy, tiêu chuẩn là organic, tương đương một con là khoảng độ tầm 5 cân. Bây giờ để không phải chờ đợi lâu thì em sẽ phi lê thử. Thực ra một cái thời gian tương đối lâu rồi em không phi lê thì tay nghề có thể nó hơi xuống thì các bạn cũng thông cảm, nhưng mà chắc chắn là sẽ làm được. Để chứng minh là con cá này nó có gì ngon và nó tươi như thế nào thì các bác cùng xem nhé. Thông thường thì một thùng cá bao giờ cũng có một con đực và 2 đến 3 con cái. Ưu tiên hôm nay em sẽ phi lê con đực. Con này luôn. Đây, con này, em sẽ phi lê con này. Bây giờ chắc là phải đi rửa nó đã. Sau đấy sẽ đến khâu lạc vảy. Như các bác đã biết ấy, thì có rất nhiều vùng nuôi cá hồi lớn ở trên thế giới, ví dụ như chẳng hạn như Na Uy, Canada, Úc, Chile, Brazil. Đây là những cái vùng đất mà được thiên nhiên rất là ưu đãi cho việc chăn nuôi cá hồi. Tuy nhiên hôm nay em đang phi lê là con cá hồi đến từ Na Uy, nó đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Và theo công bố nhà sản xuất thì cái cá hồi này nó đạt hai cái chứng chỉ hữu cơ, đó là chứng chỉ DBO của Na Uy và chứng chỉ Eurorip của châu Âu. Cá được thu hoạch và giết mổ, sau đó được vận chuyển đến các thị trường đích trong vòng 48 giờ để đảm bảo độ tươi ngon nhất có thể. Giống cá được sử dụng trong quá trình nuôi là giống cá không biến đổi gen và có nguồn gốc tự nhiên. Cơ quan giám sát là ICES, là một cái hội đồng khai thác biển của Na Uy. Thức ăn để nuôi cá hồi hữu cơ có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, không biến đổi gen và tuân thủ các nguyên tắc về thủy hải sản bền vững. Cơ quan quản lý là MSC, gọi là hội đồng quản lý biển. Trong suốt quá trình nuôi, không sử dụng thuốc kháng sinh, hormone hay thức ăn tăng trưởng. Về màu sắc, cá hồi hữu cơ có màu sắc tự nhiên giống với cá hồi hoang dã. Chất tạo màu được sử dụng là Panafit, một chất tạo màu được tổng hợp từ quá trình tự nhiên. Điều này cho cá hồi có cái màu sắc rất giống với cá hồi hoang dã. Về môi trường nuôi, cá hồi hữu cơ được nuôi trên biển, mỗi khu nuôi phải rộng trên 10.000 mét khối nước và mật độ nuôi dưới 10 kg trên 1 mét khối, là so với cá hồi thông thường là 25 đến 30 kg trên 1 mét khối nước. Các khu vực nuôi hữu cơ phải được bỏ hoang tối thiểu là 4 tháng sau mỗi chu kỳ nuôi để đảm bảo tính phục hồi của hệ sinh thái. Vệ sinh hệ thống lưới, hệ thống lồng nuôi bằng máy, không sử dụng các loại hóa chất, đặc biệt là các hóa chất chứa gốc đồng để giảm thiểu tối đa cái nguy cơ gây hại cho môi trường. Trong quá trình nuôi, cá hồi được giám sát và kiểm tra thường xuyên. Người ta sử dụng các loại thiên địch để phòng chống những con giận biển. Trường hợp nếu như cá mắc bệnh thì phải được cách ly và thu hồi chuyển đổi thành cá thông thường trong vòng 2 chu kỳ nuôi. Với mật độ nuôi thấp và dưới dòng nước có áp lực chảy mạnh thì cá hồi luôn được vận động. Điều này giúp cho hình thành những cái cơ, những cái thớ cá luôn chắc và khi ăn nó dai, giòn hơn cá hồi thông thường. Ngoài ra những cái vân mỡ nó nhỏ hơn, nó mịn hơn, ăn làm cho có vị ngậy nhưng không ngấy, tạo ra vị ngọt, vị đậm khác biệt so với cá hồi thông thường. Bằng mắt thường có thể thấy được cá hồi hữu cơ có màu sắc là màu cam, tươi và trông sáng màu. Và đặc biệt, theo công bố của nhà sản xuất thì cái lượng omega trong cá hồi hữu cơ nó lớn gấp 3 lần so với cá hồi thông thường. Đấy là những cái thông tin cơ bản của cá hồi mà em có thể chia sẻ với mọi người. Vừa rồi là cái đoạn em tách cái phần xương chính của con cá ra. Thì phải công nhận là lâu không làm thì cảm giác tay nó bị cứng và nó rất là run. Nhưng mà phải công nhận là con cá này nó rất là tươi,
cái cảm quan đầu tiên mà khi sờ vào cá là nó chắc. Cái thứ hai nữa là cái liên kết của thịt với xương nó gần như là nó rất là cứng, thì nó làm cho việc cái những cái cơ thớ ở phần bụng cũng như là phần lưng cá nó không bị nứt vỡ, thì điều này chứng tỏ là cá nó rất tươi. Đương nhiên là em sẽ có những cái video mà hướng dẫn cách phân biệt là thế nào là cá hồi tươi, cá hồi để lâu ngày ở những cái video sau. Nhưng mà về cơ bản là với con cá mà trọng lượng 5 cân như thế này là được đánh giá rất là tốt và rất là ngon. Thì bây giờ em sẽ lọc những cái phần xương phụ này ra để hoàn thiện một cái phần phi lê, để các bác nhìn thấy là cá tươi và cá hồi organic thì nó như thế nào. Đây là thành phẩm sau một hồi em hì hục, thì đây là một miếng phi lê của con cá 5 cân. Em sẽ cắt nhỏ ra, chia nhỏ ra từng phần để các bác cảm nhận cái độ tươi và độ dày của nó. Đây là cái phần cá mà em đã chia sơ sơ ra để các bác hình dung là một miếng cá thì có chia được những phần nào. Đây là phần đầu này. Đây là cái phần đầu của miếng cá này. Thì phần đầu này nó có thể chia làm hai phần, là phần lưng và phần bụng. Đây là phần khúc giữa đấy, thì cũng có thể chia được như cái phần đầu kia. Nhưng đây là cái phần mà được đánh giá là mọi người yêu thích nhất. Thế còn đây là phần gần cuối lưng và phần đuôi. Thì thông thường ấy thì người ta hay ăn sashimi là phần đầu và phần lưng. Thế còn phần từ phần gần cuối lưng này đến đuôi là người ta nấu, có thể làm những cái món ăn nấu chín, chẳng hạn như làm steak, làm áp chảo gì đó. Đầu tiên là cái cá nó rất là chắc. Như em đã nói ở những cái phần trước, nó có độ nảy và độ đàn hồi, thì chứng tỏ miếng cá nó tươi. Và việc thứ hai là con cá này nó sinh trưởng là như giới thiệu cái đoạn trước nữa ấy, là nó được nuôi theo đúng quy trình rất là khắt khe, và đòi hỏi từ thức ăn đến môi trường nuôi nó rất là kỹ. Thì cái thứ hai nữa là mình có thể nhìn thấy là đây, cái phần vân mỡ này, phân mỡ ở bụng và ở phần lưng nó rất là mịn màng và dày dặn. Thì thường ấy là nếu như là người yêu thích sashimi ấy, thì người ta sẽ chọn cái phần bụng này, nó có độ béo, độ giòn, độ ngậy. Mà khi ăn các bác có thể cảm nhận là cá hồi nuôi theo phương pháp thông thường với cá hồi nuôi theo phương pháp hữu cơ hay gọi là organic ấy, nó sẽ khác biệt, rất khác biệt. Đấy là những cái điều mà mọi người có thể trải nghiệm. Ok, em sẽ để cái phần này qua đây.
Thì bây giờ em sẽ cắt thử một cái phần steak. Thì thông thường là người ta sẽ đặt chừng khoảng 2 đến 3 ngón tay để cắt, thông thường là như vậy. Là một cái phần steak là cho một người ăn trung bình. Em cắt thử xem sao. Đây là những cái phần có thể làm được món nấu chín. Nó vẫn vừa có giữ được cái độ mềm của phần bụng, và phần lưng thì nó không quá chắc và không quá cứng. Khẩu phần này nó phù hợp với thể trạng của một người. Tức là ăn vừa như này là vừa. Thì tương đương cái phần này nó vào khoảng độ tầm 300g cho một miếng. Tiếp theo là cái phần đuôi. Thì thông thường các bác hay các chị vẫn hay mua về để làm ruốc hoặc là nấu cháo cho các cháu ấy. Thì cái phần đuôi này là thịt nó chắc và cái lượng mỡ ở trên, cái lượng dầu trên cái phần đuôi này nó rất là ít. Thì có thể là làm những cái món mà thường thì thích hợp cho em bé. Thì đấy là những cái phần mà mình sơ bộ cho một cái phần, một bên mình của miếng cá để chia ra là các phần như vậy. Trên đây là cái đoạn em giới thiệu từ lúc khui thùng đến lúc file một con cá nó như thế nào. Về cơ bản thì cá hồi có thể làm được rất nhiều món, nhưng đây là những cái món sơ bộ mà mọi người có thể thực hiện ở nhà. Ví dụ chẳng hạn sashimi, steak hay là làm ruốc, làm chả bông cho các em bé. Nếu như anh chị muốn trải nghiệm và muốn mua thử cá hồi organic thì có thể liên hệ ở phần link bên dưới trong phần mô tả, hoặc liên hệ trực tiếp Không Chỉ Ngon Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh. Qua đây thì em cũng phải cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ kênh.